Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cáo phó và tiểu sử cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Sang, dòng Chúa Cứu Thế. Chúa Giêsu nói, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Gioan chương 11 câu 25, cáo phó. Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia đình huyết tộc trân trọng kính báo. Cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Sang, dòng Chúa Cứu Thế. Sinh ngày 19 tháng 11 năm 1943 tại Thừa Thiên Huế. Khấn lần đầu trong dòng Chúa Cứu Thế ngày 2 tháng 7 năm 1965. Lãnh sứ vụ linh mục ngày 21 tháng 6 năm 1975. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 12 giờ 20 phút Chúa Nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021 tại Sài Gòn, sau 78 năm làm con Chúa trên dương thế, 56 năm khấn dòng và 46 năm linh mục. Vì hoàn cảnh dịch bệnh, thi hài cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Sang đã được hỏa thiêu tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Xin cầu nguyện cho linh hồn cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Sang, dòng Chúa Cứu Thế, mau hưởng nhan thánh Chúa và an nghỉ muôn đời. Tiểu sử cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Sang. Sinh ngày 19 tháng 11 năm 1943 tại Thừa Thiên Huế. Năm 1965 gia nhập đệ tử dòng Chúa Cứu Thế tại Huế, năm sau vào Vũng Tàu. Năm 1964 vào nhà tập dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang. Ngày 2 tháng 7 năm 1965 tuyên khấn lần đầu tại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang. Ngày 21 tháng 6 năm 1975 lãnh thừa tác vụ linh mục tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Từ năm 1975 đến năm 2008 cha xứ họ Đạo cái Tàu Hà, giáo phận Vĩnh Long. Từ năm 2008 đến năm 2011 làm bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Huế. Từ năm 2011 đến năm 2015 làm bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang. Từ năm 2015 đến năm 2019 làm quản lý tu viện dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang. Từ năm 2019 đến năm 2000 phụ trách cơ sở dòng Chúa Cứu Thế ở Cần Thạnh. Từ năm 2020 đến nay làm thành viên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2021, cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Sang đã an nghỉ trong Chúa sau 78 năm làm con Chúa trên dương thế, 56 năm khấn dòng và 46 năm linh mục. Cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Sang đã ghi lại đôi dòng cảm nghĩ như sau: tôi nhận thấy mình không có nhiều tài năng, nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì được làm tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, được sống diệu cảm gia đình thánh An Phong Sô, đó là sống và loan báo tin mừng cứu độ cho những người nghèo khổ bị bỏ rơi. Tôi rất biết ơn mẹ nhà dòng và anh em đã luôn nâng đỡ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hằng cứu giúp các thánh trong dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho cha Gioan Bautista Nguyễn Minh Sang sớm hưởng vinh quang nước trời. Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria. Văn phòng tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.